Chiều ngày 11 tháng 5, Hội đồng Nhân dân xã Tân Phúc khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp thường để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã. Đến dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được thông qua thông báo của Ban Thường vụ huyện ủy về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Phúc khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, tờ trình Thường trực Hội đồng Nhân dân, giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, công văn của Ủy ban Nhân dân về việc đồng ý cho bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân xã về việc giới thiệu nhân sự để bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong khuôn khổ kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Công Tự. Các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã do chuyển công tác khác. Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu kín bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Lê Văn Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Phú đã cảm ơn các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đã tín nhiệm, tin cậy bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Đồng chí xem đây là niềm vinh dự và trách nhiệm to lớn, đòi hỏi bản thân cần tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu với sự tín nhiệm và tin cậy của các đại biểu và nhân dân trên cương vị mới. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục học tập, kế thừa kinh nghiệm từ những bậc tiền nhiệm, phát huy cao độ trách nhiệm, quyền hạn và trí tuệ của bản thân để hết lòng phục vụ nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, gương mẫu trong đạo đức lối sống, công tâm minh bạch trong hoạt động công vụ, không ngừng đổi mới hoạt động điều hành của Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến bổ ích, tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của xã nhằm phát triển đúng theo kỳ vọng và nhiệm vụ đã đề ra. Với tinh thần khẩn trương dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân xã Tân Phúc đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Trên cơ sở xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân xã đã quyết định thông qua nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và Ủy viên Ủy ban Nhân dân xã khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân xã Tân Phúc khóa 19 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban Nhân dân xã trong nhiệm kỳ 2016-2021. Thành công của kỳ họp là tiền đề đảm bảo cho Ủy ban Nhân dân xã hoạt động chất lượng hiệu quả, kế thừa và phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước.